Xin chào các bạn, lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota ha. Một kênh có rất nhiều xe đẹp và độc đáo. Và hôm nay thì sẽ gửi đến các bạn một bạn Kia Sedona màu xanh. Màu xanh rất là đẹp luôn, màu xanh khói rất là đẹp ha. Sản xuất năm 2019 máy dầu, phiên bản full option, biển số Sài Gòn. Đây hôm nay sẽ gửi đến các bạn một bạn Kia Sedona rất là đẹp luôn nè. Sản xuất năm 2019, máy dầu, số tự động ha. Bản full hai cửa điện nha các bạn. Một đời chủ và biển Sài Gòn. Cái màu xanh này gọi là màu xanh khói ha. Bạn nhìn xa bạn tưởng nó là màu đen nhưng ra ngoài nó rất là đẹp. Màu xanh khói giống như màu của chiếc CR-V á. Màu xanh khói á, đẹp lắm. Cực kỳ đẹp. Kia Sedona, một chiếc xe khá là rộng rãi gia đình nè, rộng rãi, máy dầu, tiện nghi và sang trọng ha. Platinum bản full rất đẹp ha. Đấy, các bạn ngắm cái xe ha, màu xanh đẹp không, rất là đẹp luôn. Cặp đèn trước nè, rồi chúng ta bắt đầu đi vào nội thất của bạn này ha. Vỏ zin theo xe nhé. Rồi, chúng ta xem nội thất như thế nào. Đương nhiên là keo chỉ zin rồi, mình không cần phải đi soi keo chỉ, mình đã đảm bảo là xe này zin không lỗi lầm gì ha. Đây các bạn, đây là nội thất của một bạn Kia Sedona máy dầu, bản full option, sản xuất năm 2019 và xe chạy 68.000 km, một đời chủ. Rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn táp lô đây. Của những chiếc xe đẹp ha. Đẹp này. Xe này được trang bị tới 3 màn hình DVD ha. Sunroof nè. Sunroof Paroma ở phía sau. Bản full á. Mình quay thiệt là kỹ cho các bạn ở xa coi luôn ha. Xe này một chủ nha, từ đầu đến đuôi mới vừa mình vừa mới đi công chứng xong á, mới vừa về mình đã thu quay lên cho các bạn coi luôn. Rất đẹp. Đây, đồng hồ công tơ mét. 68.900 km ha. Chủ xe là một người đã từng bán xe rất nhiều cho Hiền luôn, và mua xe bên mình và bán xe bên mình, nên là khách rất là VIP luôn. Đẹp ha. Mấy cái này là mấy cái ni lông zin của xe đó. Thì thấy đa số Sedona còn để nguyên cái đó, người ta ít có lột ra ha. Mà theo mình thì lột ra cũng được cho nó sạch. Rồi chúng ta coi nội thất xong. Xe này hai cửa lùa nè. Như vậy là bạn đi lên đi xuống là rất là thuận tiện ha. Cửa lùa như vậy thì độ an toàn cao hơn. Đây Hiền đang quay gửi đến các bạn một bạn Kia Sedona sản xuất năm 2019, mới chạy hơn 60.000 km, biển Sài Gòn, và với một mức giá chỉ có 980 triệu thôi nha các bạn. Một đời chủ và xe trang bị 3 màn hình DVD rất là đẹp nè. Màn hình gối đầu nè. Xịn sò ha. Đường đi lên đi xuống rất là rộng rãi. Nếu bạn chọn một chiếc Innova 700 mấy rồi, cũng 29, 20, 7 mấy, đi bạn này cũng khá là sang ha. Đường đi lên đi xuống rộng, nhưng với điều kiện là nhà bạn phải rộng, đường xá đi vô phải rộng rãi, thì bạn đi bạn này bạn mới thích. Nhà nhỏ nhỏ hoặc đường chật, đi mấy bạn này vô uổng lắm. Nó chạy chùa rồi lại bực bội thêm rồi lại uổng nữa. Màu xanh khói đẹp ghê. Thật lòng là nhà mình đường hẻm vô cũng rất là chật, cho nên mình ít có xài những xe to như thế này. Đẹp ha. Cốp điện nè. Coi cái cốp ha. Xe này xài cốp điện ha. Thất đây. Gầm viết. Xe Sài Gòn, biển Sài Gòn, một đời chủ ha. Rất đẹp. Rộng rãi nè, để mấy cái vali chồng chồng lên nhau cũng khá là rộng luôn. Nè, các bạn nhìn nè. Xe gia đình sử dụng ha. Không có kinh doanh dịch vụ gì hết á. Máy dầu, số tự động. Nội thất này, sang trọng. Những chiếc Sienna đời thấp, 15, 16 các bạn mua nhiêu, các bạn mua những cái đời như vậy, an toàn mà đời cao ha, tha hồ, đẹp.
Cốp điện ha. Đẹp quá. Cái màu xanh rất là đẹp. Hai cửa điện ha. Mình nhấn ở đây nè, bạn tự chạy vô nè. Rồi, đẹp chưa? Rồi, để mình đi coi máy của bạn này ha. Đèn thì sáng trưng đẹp. Đây là máy của bạn Kia Sedona 2019. Ốc cabo đây, keo chỉ zin nhé. Chiếc xe khá là đẹp. Đây là bạn Kia Sedona máy dầu sản xuất 2019 và chạy mới hơn 60.000 km biển Sài Gòn, rất đẹp. Giá bán là 980 triệu nha các bạn. Xe một đời chủ và hiện quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Và số điện thoại của Hiền là 0908 666 999, 0903 72 73 75. Bạn này thì có đang chày ở đây và ngày mai mình sẽ làm cái vết chày này nha. Không có sao hết, vết bị chày ở đây nè, chạy ở phía trước này, và mình đánh bát đánh biết lại thì nhìn cái xe nó sẽ đẹp hơn, đẹp hơn lúc mình quay ha. Hiền cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Hiền ha. Chúc các bạn sức khỏe, niềm vui và may mắn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.